Chào mọi người, trong cái clip ngắn này em biết về chia sẻ về cái kinh nghiệm quản lý vốn. Thì để minh họa dễ hiểu nhất về cái cách quản lý vốn thì mình sẽ lấy cái ví dụ về việc mua vé số. Thì như mọi người đã biết á, thì cái tỷ lệ để mà mình trúng một cái giải đặc biệt, giải nhất, nhì, giải ba, giải tư thì nó rất là thấp. Chẳng hạn như muốn trúng được một cái giải đi, giải nhất đi, thì giải nhất nó chỉ có một giải thôi, thì nó là 10-0-0-1, có nghĩa là cái tỷ lệ để mà mình trúng được một cái giải á, nó chỉ có một giải duy nhất, thì nó là số 1. Rồi còn ở bên dưới á, là nó có tới 6 số. Như vậy thì mình sẽ lấy là 10 mũ 6 à, như vậy mọi người có thể thấy là khi mà mình chia ra, mình lấy số 1 mà chia cho cái con số này á, thì cái tỷ lệ nó quá thấp. Thành ra mỗi lần mà mình mua vé số á, là cái khả năng á, là mất 10.000 rất là cao. Mình càng mua trong cái thời gian dài á, thì nó hoàn toàn là hên xui may đuổi thôi. Nó không thể nào mà nó kiếm lợi nhuận ổn định được, không thể nào mà làm ăn được với lại cái hình thức này. Nó chỉ là một cái kênh để mà mình làm từ thiện đây. Rồi tương tự, mình sẽ lấy cái ví dụ về bảo hiểm. Chẳng hạn như là một cái công ty bảo hiểm á, nó tổng cộng là thu tiền bảo hiểm tổng cộng 36 người. Chẳng hạn như có một người bị rủi ro đi à, khi mà có một người bị rủi ro thì công ty bảo hiểm nó sẽ đền là 40 đô. Như vậy thì cái số tiền á, mà sau một cái giai đoạn á, nó sẽ thu được là bao nhiêu? Một là nó trừ cho cái số mà bị rủi ro à, đây là cái số tiền mà nó bị mất ra. Rồi thì đây là cái chi phí, còn nguồn thu á, là mỗi người á, sẽ góp vô 1 đô, có 35 người góp 1 đô là được là 35 đô, còn một người là công ty bảo hiểm phải chi trả cái rủi ro. Như vậy thì sau khi mà lấy cái doanh thu trừ chi phí á, thì cái công ty bảo hiểm á, nó vẫn còn ra được cái lợi nhuận. Thì là cái vấn đề á, làm sao để mà biết được cái tỷ lệ rủi ro nó như thế nào, thì nó chắc chắn phải cần một cái thời gian rất là dài thì mới thống kê được à, trên một cái số lượng người rất là đông thì mình mới biết được cái tỷ lệ là trong cái số đó, trong một cái khoảng thời gian đó thì trung bình á, là sẽ có rủi ro nó xảy ra như thế nào, bao nhiêu phần trăm người là bị rủi ro à, thì mới tính được cái con số. Ví dụ như ở đây là 1/36 này đó. Rồi cái vấn đề lớn hơn mà mình cần quan tâm á, là cái kiểu của công ty bảo hiểm á, nó rất là giống với lại cái kiểu đánh copying ở trong trade tài chính đòn bẩy. Thì cái hình thức copying á, rất là phổ biến, có người á, là người ta luyện tập cái này, có người á, là vô tình không muốn, nhưng mà tại vì mình là người mới nên mình đang trade theo kiểu copying mà mình không có biết cái điều đó, không có nhận thức được những cái rủi ro nào tiềm ẩn của cái hình thức mà copying kiểu này. Rồi copying nó cũng y chang như là cái kiểu thống kê bảo hiểm này vậy. Mình thắng á, thì thắng cái số tiền rất là ít, mỗi lần thắng á, thắng được có 1 đô la thôi, nhưng mà tới chừng mà thua là thua tới 40 đô lận. Như vậy thì mọi người thấy á, là nếu mà mình đánh 36 trận, mỗi một trận trung bình số tiền kiếm được á, là 1 đô. Như vậy thì 35 trận thắng á, là mình kiếm được 35 đô. Nhưng mà tới chừng mà bị một cái trận thua thôi, thua 40 đô, đó là cuối cùng á, là vẫn lỗ à. Thì ở trong cái kiểu đánh copying á, nó đòi hỏi cái sự tập trung cao độ, nó làm căng thẳng đầu óc. Với lại cái số tiền lời á, trung bình cái số tiền lời á, nó bị giới hạn. Tại vì thường đánh copying á, là đánh trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, và cái số lợi nhuận á, nó cũng rất là nhỏ. Muốn tăng cái số lợi nhuận này lên á, bắt buộc phải tăng cái volume lên, hoặc là dùng những cái chiến thuật cố gắng xoay sở theo tình hình thị trường và theo thực tế á, trong rất là nhiều cái giai đoạn thị trường nó đi theo nhiều cái thế đi khác nhau, và cuối cùng là không có đỡ nổi. Bởi vậy là đánh copying là cuối cùng là đa phần, một là bị kẹt lệnh, hai là bị là kiểu overtrade, là nhồi vốn quá lớn, cái volume quá lớn cho tới mất kiểm soát, rồi là đành phó mặc cho thị trường.
Chưa kể là những cái rủi ro khách quan ở bên ngoài đó, chẳng hạn như là đang chơi về cái đột ngột cúp điện, cái mình trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn luôn, mình không có ngờ tới, không có xoay sở được, thì như vậy là nó cũng là một cái rủi ro mà mình nó ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Mà nói chung á là cái kiểu copying á là nó giới hạn mình cái phần tiềm năng, cái cơ hội nó bị giới hạn, trong khi cái rủi ro nó gần như là cận kề. Rồi như vậy thì cái làm thế nào á để mà chiến thắng được á thì có nhiều cách lắm, mỗi người người ta tự thiết kế riêng cho mình một cái định hướng tổng thể. Nếu mà mình cứ tập trung làm sao để mà cứ mỗi một lệnh để mà tăng cái tỷ lệ thắng á, tăng cái tỷ lệ thắng là cứ một lệnh như vậy, mình nghĩ là cứ thay vì tỷ lệ thắng là bình thường á là 50%, mình cố tìm nhiều cái chiến thuật giao dịch, cái mô hình giá, price action, rồi indicator, rồi đủ thứ lý thuyết sống này nọ, mình nghĩ là làm mấy cái chuyện đó thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà đúng mỗi lần mình đặt lệnh chứ gì. Cái đó là tại vì mình tưởng như vậy thôi, chứ thật sự là cái thị trường nó rất là công bằng, không có thể nào mà tăng được cái tỷ lệ đúng, tại vì cái tỷ lệ đúng nó chỉ đúng theo ở trên cái tính toán khi mà mình đặt cố định một cái vị trí R chẳng hạn như gì. Bây giờ mình đặt kỳ vọng á là mình mua ở vị trí này đi, nó lên được cái tỷ lệ chốt lời R3, nó phải chạm đúng cái đó thì mình mới gọi là đúng. Còn nếu mà nó mới nhích lên chút mà đã dội chốt lời á, rồi cái nhìn vô cái bảng báo cáo thấy cái lệnh này có lời và mình cho rằng á là cái lệnh này mình đã đúng á, thì như vậy nó không có thể nào mà thống kê được hết trơn, tại vì nó trái với lại cái chiến thuật của mình. Đồng ý rằng á là trong một cái số lượng trade thì không thể nào mình bắt buộc thị trường á nó phải đi theo cái hướng mình kỳ vọng, mà mình phải tùy cơ ứng biến để mình thoát thân trước khi mà cái thị trường nó sụp đổ. Tại vì á nó sụp đổ thì từ cái trạng thái mà đang lời bất ngờ nó chuyển qua lỗ luôn. Nhưng mà nếu mà mình cứ liên tục làm như vậy á là sẽ không có bao giờ mà có cái lệnh nào mà đạt được cái lợi nhuận lớn được hết. Rồi tại sao mà mình cần những cái lệnh một cái tỷ lệ nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại cái kết quả khác biệt rõ rệt luôn? Bây giờ mình sẽ đưa ra cái bài toán này để mọi người dễ hình dung. Chẳng hạn như mà đánh 100 trận với số vốn ban đầu là 3.000, chỉ có 2% là cái trận đại thắng thôi, mà mỗi trận á là cái tỷ lệ nó rất là cao, cái R của nó là hơn 10 lần. Bình thường á là mình chấp nhận cái rủi ro là 1%, chẳng hạn như là 1% là $30 đi, thì cái trận đại thắng á nó tạo ra cái lợi nhuận á nó rất là cao, tại vì một khi mà nó đã vào cái mùa trend á là nó đi thẳng một mạch luôn, nó không có quay đầu lại luôn, nó đi đẹp hơn là những cái lý thuyết trong sách giáo khoa nữa. Thì cái số nhỏ đó đó nó lại làm nên cái kết quả khác biệt rõ rệt. Rồi ở đây mọi người thấy rằng á 2% trận đại thắng là nó đem lại là $600 một trận, 30% là trung bình, có nghĩa là mình chơi theo kiểu bình thường á, mình không thể bắt buộc được thị trường nó theo cái mình, nó theo cái xu hướng của mình, nhưng mà mình vẫn chơi theo kiểu bình thường, đạt được cái mức trung bình là 21 thôi. Như vậy là mỗi một trận vậy là trung bình cái số tiền lại là 60, và 68% là bị lỗ. Rồi bây giờ cái kết quả nó là đây, hai cái trận đại thắng là nó mang lại là 1.200, 30 trận trung bình 30% là anh đem lại là 1.800, và 68% lỗ thì nó là lỗ là 2.040. Và đây là cái kết quả chung cuộc, lời hai cái trận này cộng lại là 3.000 nè, trừ cho khoản lỗ nè, cuối cùng là được cái thặng dư ra $960 chia cho cái số vốn ban đầu là 3.000. Như vậy là
kết quả là được tăng trưởng là 32%. Đó. Như vậy thì mọi người đã thấy rằng á, là cái tỷ lệ rất là nhỏ của cái phần đại thắng này thôi, nó đem lại một cái kết cuộc chung chung cuộc á, nó khác hoàn toàn so với cái kiểu đánh copying. Cái kiểu đánh copying á, là mình gặt hái được những cái kết quả lợi nhuận rất là nhỏ, nhưng mà tới chừng thiệt hại á, là coi như là mất trắng cái tài khoản. Đó, như mọi người đã thấy ở đây đi, chẳng hạn như ở đây ban đầu á, nếu mà mình không phải là lỗ một trận mà lỗ hai trận thôi, lỗ đó là cái tài khoản nó bị âm rất là nặng rồi. Đó, là càng chơi về sau là cái số lượng lớn hơn á, mà chỉ cần chục trận một lần hai lần thôi là nó đã bị lỗ rồi. Đấy, do đó nếu mà muốn tăng trưởng tài khoản mà đi theo cái hướng dài hạn á, thì có biên không thể nào là cái giải pháp mà dài hạn được hết. Không có cái quỹ đầu tư hay là cái kết quả nào mà nó thành công trong dài hạn mà bằng cái kiểu đánh copying kiểu này hết, tại vì nó quá là hãm tài. Rồi thông qua cái video clip này, mọi người có thể có thêm được một cái định hướng để một là mình lý giải tại sao mình chơi hoài mà không có lời, còn hai nữa là làm sao để mà thay đổi cái kết quả tổng quát. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip, nhớ like và subscribe để cập nhật thêm những cái chiến thuật và những cái phương pháp để mà cải tiến cái phương pháp tổng thể giao dịch của mình nhé.